Ngay từ khi còn ngồi trên ghế của nhà trường phổ thông cũng như là giảng đường đại học thì Quân đã là một trong những nhân tố rất tích cực tham gia những hoạt động đoàn, những hoạt động văn thể Mỹ, những chương trình hướng đến cộng đồng và xã hội của Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Và đến năm 2003, khi mà Quân chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp thì Quân cảm thấy rất là buồn và Quân nghĩ rằng là mình sẽ không còn có cơ hội để được đồng hành với các bạn đoàn viên thanh niên nhiều nữa trong những hoạt động mang tính chất rất là sôi nổi và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ như vậy. Nhưng mà vô cùng may mắn và tình cờ khi mà Quân bén duyên với nhà văn hóa thanh niên thành phố, Quân nhớ rằng là lúc đó là một trong những chương trình đầu tiên mà Quân tham gia, đó là câu lạc bộ Chiều Thứ Bảy. Và từ đó cho đến nay thì Quân đã được đồng hành với nhà văn hóa trong rất là nhiều các chương trình, những hoạt động và dự án đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn. Gần đây nhất đó chính là chương trình Gắn Kết Yêu Thương, là một chương trình đã được diễn ra 5 năm đến với rất nhiều những bệnh viện cũng như những trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác để cùng gặp gỡ, giao lưu và mang lời ca tiếng hát cũng như mang những món quà tặng thật ý nghĩa về vật chất và tinh thần đến cho những bệnh nhân nghèo, đến cho những học sinh nghèo và những thầy cô giáo còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và bên cạnh đó thì Quân rất ấn tượng với một trong những chương trình mà nhà văn hóa thanh niên đã cùng chung tay góp sức để nêu cao tinh thần và ý thức của tất cả mọi người dân, là khi chúng ta đi ra đường hay chúng ta đi đến bất kỳ một nơi đâu, làm bất cứ một công việc gì, chúng ta luôn luôn phải giữ gìn ý thức, giữ gìn trật tự, an ninh cũng như là trật tự an toàn giao thông. Đó là chương trình Chuyện Nhỏ Thôi với sự tham gia góp sức của rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ. Và nhân đây Quân cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị lãnh đạo nhà văn hóa qua các thời kỳ. Xin được cảm ơn tất cả các bạn thành viên của nhà văn hóa đã truyền lửa, đã truyền cảm hứng và cảm xúc cho Quân rất là nhiều để Quân như được trở lại với một thời kỳ đầy sôi nổi của sinh viên. Và xin được đặc biệt nói lời cảm ơn đến anh Hồng Phúc là giám đốc nhà văn hóa. Xin được cảm ơn chị MC Quỳnh Hoa là phó giám đốc nhà văn hóa, là những người đã mang Quân đến với các bạn đoàn viên thanh niên, mang Quân đến với cái phong trào đầy sôi nổi đó, để Quân cảm thấy mình vô cùng là hạnh phúc, vô cùng là nhiều niềm vui. Và nhân dịp kỷ niệm 45 năm nhà văn hóa thanh niên thành phố thì Quân xin được kính chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ được tinh thần của tuổi trẻ, sức sống của tuổi trẻ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để sáng tạo thêm những hoạt động, những dự án đầy ý nghĩa nhân văn như thế, và để nhà văn hóa thanh niên thành phố sẽ luôn là một điểm hẹn lý tưởng, luôn là nơi chắp cánh ước mơ cho các bạn đoàn viên thanh niên.